Dạ rồi, hai. Em chào tất cả các anh chị đến với kênh Nhật Bãi Hậu Giang 95 hả mấy anh chị. Thì hôm nay bên em lên cho mấy anh chị một con máy Mitsubishi GM 130L, cút xéo tua chậm hả mấy anh chị. Con này thì nó là 4HP, dòng tua 2000. Con này thì em động video thì em cũng sẽ báo giá luôn nha mấy anh chị. Con này em bán giá là 2.700.000, giá tại cửa hàng nha mấy anh chị. Còn nếu mà ship thì mình sẽ cộng tiền ship vào nha. Con này thì tiền ship nó đâu đó khoảng 101 anh chị, 101 đến 102 thôi nha, nó không có cao anh chị, tiền ship của nó cũng khoảng 101-102 thôi đó. Còn anh chị nào mà muốn tới cửa hàng các em lấy trực tiếp hoặc xem hàng trực tiếp thì em ở khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nha mấy anh chị đó. Anh chị có thể tới trực tiếp xe máy nha. Rồi thì con này tình trạng của nó là rất là đẹp mấy anh chị, hàng này bây giờ hàng quá nó cũng khan mấy anh chị ơi đó. Thì hôm nay em lên trước một con, ngày mai em sẽ về nguyên một xe hàng luôn nha mấy anh chị. Mấy anh chị theo dõi nha. Con này thì nó còn rất là đẹp mấy anh chị, thùng xăng, ổ gió chụp giật nó còn rất là liền lạc và đẹp. Anh chị xem nè, thùng xăng nói nè, sạch sẽ nha mấy anh chị, sạch sẽ nha. Phía ngoài thì không móp méo gì hết, phần ngoài thì không móp méo gì hết mấy anh chị, nó không móp méo gì hết. Cả cái phần áo gió chụp giật cũng còn cực kỳ đẹp luôn mấy anh chị. Đánh giá của em là áo gió chụp giật còn cực kỳ đẹp luôn, không có thể nào mà chê con này hết. Đó, anh chị nhìn ốc tán là 7 màu luôn. Nhưng mà thường thường á mấy anh chị, cái tem mà tem xanh là chụp giật chó sắt, nhưng con này chụp giật chó mũ nha. Rồi em quay thì em quay từ từ hết trơn nha mấy anh chị. Mấy anh chị xem video từ từ em quay gõ cho mấy anh chị xem hết. Rồi phần bên đây thì mấy anh chị xem bản ga nè, còn trắng tinh luôn nha. Rồi mình sang con hai co nè, vàng hến nè, kim xăng trắng. Đây, còn cái phần này thì nói chi tiết luôn là mấy anh chị thấy ở đây nó có cái co nè. Thường thường ở đây nó sẽ có cái bơm mấy anh chị, nhưng mà bị xu rồi mấy anh chị, bị xu mắc bơm rồi nha. Nhưng mà máy nhỏ thì mình cũng không có xài bơm làm gì đâu đó, nhưng mà nó có ống hơi nè, nó cứ để bình thường không ảnh hưởng mấy anh chị. Còn anh chị nào mà không thích á thì em cứ thể đổi cho mấy anh chị nắp cò khác nha. Ví dụ mấy anh chị muốn nắp cò mình không có ống hơi thì anh chị chốt máy, anh chị cứ nói thì em sẽ đổi cho mấy anh chị ha, không có tốn phí nha mấy anh chị đó. Đổi bình thường không có tốn thêm tiền thêm bạc gì hết nha, chỉ cần anh chị nói tiếng là được. Còn ở đây anh chị xem nè, đít nè, em vệ sinh chưa sạch mấy anh chị ơi. Em ngâm dầu á mấy anh chị, em xịt dầu cho ướt cái máy á, rồi em lấy máy nén em xịt thôi à, nên nó cũng không có sạch lắm. Mà nó đẹp mấy anh chị, máy đẹp mà, đâu cần vệ sinh sạch lắm đâu. Rồi, ống xăng zin nè. Cái phần sau mấy anh chị nhìn mặt đít đó nè, ốc tán là 7 màu lóng lánh luôn nha. Đây, anh chị xem ốc của Song Bo nè, quá đỉnh luôn, con máy rất là đỉnh nha mấy anh chị. Thời điểm này mà con máy nó gớt con máy được này là nó quá đẹp rồi. Đó, con này thì em bán giá là 2.700.000 nha mấy anh chị. Em nói lại ha, 2.700.000 chưa bao gồm phí. Đây, phần lốc nè. Đó, mấy anh chị nhìn ha, cái phần trắng này nha mấy anh chị, quan trọng lắm nha. Nó có một cái lớp mạ nha mấy anh chị ha. Mình mà bắn cát là cái màu nó sấm sừ rồi mấy anh chị. Đó, không dùng, em không bắn cát, không nước tẩy nha mấy anh chị ha. Cam đo 100% nha. Hàng màu nhôm là còn trắng tươi ha, cái màu mạ nhôm còn nè. Bên em chỉ rửa dầu thôi, tuy thì máy hơi dơ nhưng mà chất lượng máy thì mấy anh chị khỏi phải lo nha. Đó, anh chị xài hàng nghĩa địa mà mấy anh chị lựa chi cho con máy mà nó 100% kiếm đầu ra, nếu mà có thì cũng máy bùa máy quét hơi nguy hiểm lắm đó, hoặc là máy bệnh thôi nó mới bỏ chứ, như không mà đó nó ra bãi nó cũng phải có chạy mấy anh chị, có chạy nó mới ra bãi được ha. Hàng có chạy mà 100% thì không có đâu nha mấy anh chị, được cái gì là mình gọi là đẹp rồi đó. Nói chung vẫn có hàng VIP hơn nha, nhưng mà đối với thời điểm này thì được gì là quá đẹp rồi mấy anh chị nhìn nè. Đó anh chị thấy không, rất là liền lạc luôn. Chỉ có cái này thì nó hơi, cái màu này nó hơi nhám nhừ rồi mấy anh chị. Cái này thì không biết về mình đánh nó ra hay không ha, nó hơi ngã đen, nó hơi xấu thôi. Cái này miếng này mà nó đỏ ao, cái đó là máy nhìn sướng mắt cực kỳ luôn. Rồi em quay bằng phản bản ga mấy anh chị coi nè. Phần bản ga nè, ở phần bản ga thì trắng tươi. Capo thì đen mung luôn, capo đen mung luôn nha mấy anh chị nha. Đó, đít bô nè, vậy đâu, bô chưa nổ sừ luôn nha mấy anh chị. Rồi, ốc nắp láp nè, vàng ống ánh luôn, phá xăng zin nè. Rồi, mã số máy nè, đó, 048791. Rồi, thì bây giờ em đi sẽ chèn video test máy vô nha mấy anh chị. Mấy anh chị xem video test máy của em nha. Anh chị nào thích thì liên hệ em qua số điện thoại 0937 026 548 nha mấy anh chị. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của em ạ. Em chào mấy anh chị ha. Giờ em test máy con Mitsubishi GM 134HP nha mấy anh chị. Này nhảy giật lắm anh chị. Qua chớ.
đem ra là qua chớm mà chạy nha mấy anh chị. Rất là nhẹ ha, anh chị kéo hết dây giật ra nè. Kéo nhẹ tay cũng chạy nha mấy anh chị.